Bạn đã biết đến Metaverse đúng không? Thì bạn phải hiểu được đây là một cái thuật ngữ rất là tiềm năng. Đó. Cuối năm 2021 thì CZ sau khi tweet về Raka thuộc chain Metaverse đấy, thì xổ số là Metaverse đấy, Raka nhé. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được là nó tăng rất nhiều lần rồi. Thế thì Metaverse chúng ta phải biết được là Snowcast, một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nó đã nghĩ ra những cái thuật ngữ này. Đó. Metaverse nó sẽ trải nghiệm rất rất nhiều các cái blockchain mà chúng ta biết được nó đấu nối rất nhiều, bao gồm NFT, bao gồm các cái nền tảng internet thế kỷ mới ấy, đúng không? Rất rất nhiều. Nhưng đặc biệt là có Mark của Facebook ấy, người ta đưa ra các cái câu nói đó là dựa trên các cái nền tảng của Facebook sau này. Thế thì điều đầu tiên những con mà bạn làm ấy, thì thứ nhất là Raka là xổ số, là bạn sẽ phải để ý nó trong NXT đấy.